Tịnh Biên xin kính chào quý bà cô bác, xin kính chào quý vị khán giả. Thì hôm nay Tịnh Biên mình đến cái ngôi chùa Lầu. Thì ngôi chùa Lầu mình cũng đã từng chia sẻ về cái cây cầu dây mà cái hài lúc trước đó, mình chia sẻ những cái clip mà nằm ở trên cây thuốc lốc đó cả nhà ơi. Thì bây giờ mình một lần nữa mình trở lại ngôi chùa Lầu ở Tịnh Biên An Giang. Thì mình sẽ chia sẻ cho quý bà cô bác xem về cái cây cầu dây. Bây giờ là nghe cô nói là hàng năm sẽ thay đổi những cái vị trí và sẽ bắt lại những cái cây cầu mới. Thì bây giờ mà mình sẽ vào bên trong để chia sẻ về cái cây cầu dây, coi cây nó sẽ như thế nào. Vì hàng năm sẽ có sự thay đổi điều khác nhau. Thì bây giờ Tịnh Biên mình sẽ mời quý bà cô bác theo chân mình để đi vào bên trong ngôi chùa để tìm hiểu về cái cây cầu. Thì mình mời quý bà cô bác theo chân mình để đi vào bên trong. Thì đây là cái cổng, nhưng mà năm nay trang trí về những cái trái dừa đây quý bà cô bác xem rất là ngộ và đẹp. Thì phía bên trên mình là những cái trái dừa khô, có những trái mà nó lên cây nữa kìa, rất là đẹp tuyệt vời. Thì để mình vào bên trong quý bà cô bác thôi. À đây là cái cây xài mà những cái clip trước đó mình chia sẻ cho quý bà cô bác xem đó. Thì nó có những cái trái dừa, thì cô trang trí là những trái dừa nằm ở trên cái cây xài này. Mà bây giờ năm nay có sự thay đổi thì gỡ những cái trái dừa ra hết rồi. Thì bây giờ vô những cái ngày Tết này thì quý bà cô bác đi chùa thì rất là đông. À, sự trang trí năm nay đẹp quá quý bà cô bác ơi. Đây bông hoa, có cái cây căng mà có những cái trái dừa khô nằm ở trên cái cây căng nữa nè. Hai bên đầu gánh nè, rất là đẹp. À, có những cái xe bò. À, những chiếc xe bò, có những quầy thuốc nốt, bánh tét, bánh chưng, tuyệt là đẹp. À, đây có cái cây cầu nữa nè, trang trí bắt qua bên đó nữa kìa. À, có cái cây rơm nữa nè. À đây có, để mình qua coi cái nồi bánh tét bánh chưng gì đây đang nấu nữa đây. À, đây cái lò và cái nồi bánh tét bánh chưng gì đây, rất là đẹp luôn quý bà cô bác ơi. Đã biết nặng còn đi lấy gì đóng nó thơ con tạm má gì vậy chăng lao để lên mày tưởng có đồ ăn cho. Bây giờ để mình đi vào bên trong của đi lên cái cây dừa ý cái gì cái cây cầu dây. Để mình đi lên cây cầu dây quý bà cô bác ơi. Thì nơi đây là cái cây cầu dây ở trên cái cây dừa đây quý bà cô bác. Thì hồi trước kia mà hồi năm rồi đó là mình cái cây cầu dây nằm ở bên kia. Thì nó nằm trên cái cây thuốc nốt.
Thì năm nay có sự trang trí mới thì bây giờ đã bắt lên những cái cây dừa như cao như thế này. Ôi tuyệt là đẹp, những cây dừa rất là trái nhiều luôn đây quý bà cô bác. Thì bây giờ mọi người đi rất là đông, thì bây giờ để mình sẽ đi lên bên trên. Còn lên là anh hai ổng. Ủa sao mình đi lên được không? Đây, vô dọn đây nha. À, để cho những em đi xuống đi, giờ mình sẽ đi lên quý bà cô bác thôi. Thì bây giờ mình sẽ đi lên bên trên nha. Ôi có những cái kẻ nè, đi dầm dầm kỹ kỹ nghe con. Ôi mắc dịnh cây ghê quá. Ôi bên trên có cái chòi này đã quá nè. Ghê quá, ghê quá à. Trời ơi, nó lỏng lẻo quá rồi. Rồi mình được, mình mới lên bậc đây à, quý bà cô bác ơi. Ủa, hôm nay cái cầu tuyệt là đẹp luôn. Người ta chụp hình cái đó thôi. Mày chụp tao chứ gì? Ở đâu để trong lượng đâu? Cái bản á hả? Dữ vậy? Có sao có để sao? Mới lên mới đâu. Ôi. Đâu dữ vậy, trăm mấy đâu, cái này chừng có 30 người gì à, 30-40 người à. Cái trọng lượng để là 50 người. Không quá 50 người mà cái này chừng 51 người, 52 người đó. Không có số lượng hết trơn hả? Bảo nhảy lên cái gì trăm. Thì năm nay ôi cái dừa đó nó nhúng kìa ôi cái trái kìa lúc lắc luôn kìa, kìa cái dừa kìa nhúng kìa, ai nhúng vậy? Trời ơi, ôi thấy ghê vậy. Cái dừa nó nhung dinh kìa, thấy ghê à kìa. Mày á. Ôi nhìn thấy ghê quá à. Ôi sao không đi lên nữa? Đây mình đi lên. Đi lên nữa. Ôi đứng đây đông quá nó rung rinh kìa. Rồi lên lên em ơi. Đi lên đi. Đi các đồng chí ơi. Đứng đây đông quá nó rung rinh. Bây giờ thấy mình đi lên bên trên nữa quý bà cô bác ơi. Ôi chỗ này nó chật dữ lắm nè nha. Ê. Cho nó đi lên trên đó đi. Thấy ghê quá à. Ôi nó rung rinh nó nhúc nhích. Ôi thấy ghê quá à. Ai đi kế tôi? Trời ơi. Yeah. Nó rung nó nhúc nhích thấy ghê quá à. Bây giờ mình lên bên trên nữa quý ông bà cô bác ơi. Quá trời thấy ghê rồi. Từ từ đừng có đi sát quá. Đừng có đi sát quá. Đi trước đi. Mày bớt sợ giùm tao cái đây.
Sao mà ai nhúng dữ vậy? Ai nhúng dữ vậy? Mày bớt sợ giùm tao. Dạ. Thấy ghê quá à. Chân cẳng rung hết trơn rồi nè. Ây da. Rồi. Bây giờ mình vô được tới đây rồi quý bà cô bác ơi. Chân cẳng mình rung hết trơn rồi. Quá chừng rồi. Từ từ thôi. Chân cẳng bây giờ nó rung hết trơn rồi nè. Tôi nghe uống vô mà. Từ từ thôi. Trời ơi. Cái ghê vậy. Đây trên những cái cây dừa như vậy đây quý bà cô bác. Trên những cái cây dừa như thế này mà cái cây dừa này nó cong cái này. À, ai nhúng vậy? Sao nhúng ghê vậy? Ôi cái cây dừa này quá trái luôn rồi nè. Quá chừng là trái luôn. Ôi nhúng thấy ghê quá. À đây bên này một cây nữa đây quý bà cô bác. Có đâu bình thường thôi. Cho nó nhúng kìa. Đi thí qua đi. Thì bây giờ để mình đi qua một bước nữa quý bà cô bác ơi. Sao xuống cái nhịp dưới này sao nhúng dữ vậy? Trời ơi, dưới này quá trời nó rung rinh rồi. Ôi nó rung rinh cơ nè. Đây cái chòi đây quý bà cô bác. Nhúng nữa đã đây tao dung muốn chết còn nhúng nữa. À cái bức tượng Phật mẹ Quan Âm rất là đẹp. Cái bông giấy đẹp quá quý bà cô bác. Thì đây bây giờ là vô những cái ngày Tết này thì cái quý bà cô bác đi chùa là rất là đông để trước là cúng kiến hành hương và tham quan những cái phong cảnh tuyệt vời ở nơi đây. Thì trong cái sự mà trang trí ở năm nay đó thì cô trang trí nơi đây là mình thấy rất là đẹp, ok, tuyệt vời. Thì đây là mình mới có đi được có phân nửa cái cầu quý bà cô bác, còn về cái phân nửa về bên này và sẽ đi trở xuống bên dưới. Thì để chút xíu nữa mình sẽ đi xuống bên dưới quý bà cô bác ơi, để mình quay những cái phong cảnh ở đây. À, xa xa đó thấy hai em nhỏ đang ngồi đánh đu lúc lắc kìa, rất là đẹp. Thì bên đó phía xa bên đó là cái nơi ngôi chùa Lầu. Thì ở trên đây nó có cái sự đánh đu và lúc lắc đó, thì trên cái máy nó cũng hơi nghiêng và giật. Thì quý bà cô bác xem thì thông cảm cho tịnh biên mình nha. Thì bây giờ để mình sẽ lần lượt đi xuống bên dưới quý bà cô bác ơi. Mình sẽ đi xuống bên dưới lại. Da đi từ từ đừng có nhúng, quá chừng là đông rồi, nhúng rồi. Cái cây nó rung, cây dừa nó rung rinh nè, ghê quá. Đó, mình đứng sát lên cái cây dừa luôn quý bà cô bác ơi, trái rất là nhiều, sai trái luôn. Làm xuống nào, đợi gì hai thì nãy giờ.
Thì bây giờ mình sẽ đi xuống bên dưới quý bà cô bác ơi. Đây là cái đường cầu để mà mình đi xuống bên dưới. Cây bông giấy rất là đẹp. Ôi chỗ này bị xích cái cây đinh này nè, miếng dán nó xích cây đinh này nè. Ôi nó nhúng kìa. Nhúng ghê quá. Thì nơi đây mình đã đi xuống bên dưới chân này đây, cả nhà ơi, ai nhúng dữ vậy? Ai nhúng ghê vậy? À mình thấy cái cây này. Cây này là cái cây gì mà ngộ quá ta? Cái gì rất là ngộ. Thì nơi đây là phía xa xa mà này là những cái khu thúc lốt và ruộng không à quý bà cô bác. Những cây thúc nốt thì hồi trước kia là cái cây cầu bắc ở bên cái dàn thúc nốt đó quý bà cô bác. Thì năm nay có sự trang trí và thay đổi mới thì bây giờ đã bắt lên những cái cây dừa như thế này. Cây dừa rất là sai trái luôn. Thì bây giờ mình đã đi xuống bên dưới rồi quý bà cô bác ơi. Thì đây có thấy hai em nhỏ đang nô đùa vui chơi. À xuống ngay cái bánh xe luôn rồi đó. À nơi đây có những cái này rất là đẹp. Chớ mà dặn trời, cây con quá trời. Chớ chú nhúng vậy. À nơi đây có cái xuồng. Có cái xuồng và có cái hồ cá ở đây quý bà cô bác. À có nước bơm vô trong hồ nữa. Và nơi đây có những cái lá sen thiệt là đẹp. Thì đây mẹ Quan Âm rất là đẹp. Thì bây giờ để mình sẽ đi lần lượt vào bên trong nữa quý bà cô bác ơi, để mình tìm hiểu về nơi đây có sự gì thay đổi mới nữa đó, thì mình sẽ chia sẻ lại cho quý bà cô bác xem tiếp nữa. Nơi đây rất là đẹp. Nói không?
Thì bây giờ tỉnh biên mình cũng đã chia sẻ cho quý bà cô bác đã xem về cái cây cầu dây độc lạ ở ngôi chùa Lầu. Thì quý bà cô bác cũng đã xem qua rồi, thì những cái phong cảnh nơi đây trang trí yên bình ra sao thì mình cũng đã chia sẻ cho quý bà cô bác xem. Thì bây giờ tỉnh biên mình cũng xin dừng video đây luôn. Thì xin chúc quý bà cô bác năm mới được an khang và thịnh vượng và phát tài phát lộc như ý, phú quý giàu sang và luôn luôn thành công trong cuộc sống. Rồi tỉnh biên mình hẹn quý bà cô bác lại trong cái video tiếp theo.